để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân, giúp người dân hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu đúng và tích cực tham gia đang là nhiệm vụ được Vĩnh Long tập trung thực hiện, với quyết tâm đạt chỉ tiêu là gần 5% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm nay. Được cán bộ bảo hiểm xã hội và đại lý thu đến tận nhà tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi, mức đóng của bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Trương Thanh Quy đã hiểu rõ hơn về chính sách này và quyết định tham gia. Anh xem đây là hình thức tiết kiệm an toàn được nhà nước đảm bảo quyền lợi để không trở thành gánh nặng cho con cháu lúc tuổi già. Trước đây tôi cũng có nghe về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi chưa có hiểu rõ về cái chính sách và cái phương thức đóng. Thì hôm nay được cái đoàn đến vận động, rồi là hướng dẫn về cách đóng, rồi về cái chính sách, nhất là được hưởng tới tuổi già, được hưởng cái lương hưu và được nhận cái bảo hiểm y tế rồi suốt đời, mà chính sách hưởng là được 95%. Thì tôi thấy chính sách này rất là hợp lý, tôi tham gia. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, rà soát đối tượng tiềm năng và tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội đang được ngành bảo hiểm và các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân văn của các chính sách xã hội tự nguyện, quyền và lợi ích khi tham gia. Qua đó đã giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là cái điều kiện của người dân mình tích lũy. Sau này mình có lương hưu. Chính sách này nghe rất là hay. Rồi về tôi sẽ có điều kiện để tham gia cái bảo hiểm này. Theo quy định, người từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất và được cấp thẻ bảo hiểm y tế với giá trị quyền lợi lên đến 95% chi phí khi khám chữa bệnh. Đến hết tháng 4, Vĩnh Long đã có trên 17.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngành bảo hiểm phấn đấu vận động thêm hơn 700 người tham gia trong tháng 5 này và đạt 21.000 người tham gia vào cuối năm nay. Tháng 5 và những tháng kế tiếp thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh sẽ thành lập những tổ nhóm nhỏ. Chúng tôi sẽ đến tuyên truyền trực tiếp tại các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn. Mỗi một xã phường sẽ thành lập từ ít nhất là 2 tổ trở lên, và trong hàng tuần thì sẽ ra quân hàng tuần, chứ không phải là ra quân là hàng tháng nữa. Mỗi một tuần có nhiều cuộc, trong đó thì trải rộng cuốn chiếu theo từng ấp khóm, đảm bảo cho người dân chúng ta nắm được cái những quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyết tâm đạt chỉ tiêu được giao, Vĩnh Long đang từng bước giúp người dân hiểu rõ hơn lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về chăm sóc sức khỏe, cũng như chế độ lương hưu khi về già và đồng thuận tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.